Tuy nhiên thì tôi nhìn con tôm rồi, tôi cũng nói với ông là có một cái chuyển biến nó rõ ràng tới chỗ là cái tỷ lệ cái con tôm rớt á, nó có giảm. Thì nhờ nó khỏe lên thì nó mới đỡ chết. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là cái đầu vỏ con tôm nó ra nó nguyên cái đầu hơn, nó không nát như mọi hôm. Và cái tôi kéo cái vỏ đầu là nó dài hơn, có nghĩa là cái vỏ con tôm nó dài hơn được một chút. Đó là cái việc thứ nhất. Cái hai nữa là đặc biệt là cái màu sắc của cái vỏ đầu á, nó ra thì nó trong hơn và nó bóng mượt hơn và nó đồng đều cái màu hơn. Và khi xuống kiểm tra trực tiếp con tôm ở giao thì có thấy mấy cái việc nữa này. Thứ nhất là con tôm nó có mập hơn một chút nữa. Ngay nữa là cái màu sắc của con tôm là nó không còn xanh lẻo lẻo như hôm trước nữa. Nó sáng cái màu lên mà nó gần cái màu như kiểu cái màu nước của mình thôi. À, thì như vậy là có cái chuyển biến tương đối tốt. Thế còn là như tôi nói lúc nãy, để tiếp tục duy trì phát triển nó thì cần một cái giải pháp đồng bộ. Bên cạnh đó thì những cái vitamin của tôi thì ông cũng tiếp tục ông tăng cường cho nó thêm một cái thời gian nữa. Vitamin với khoáng cho ăn. Còn cái cao tỏi á, thì như vậy thì bữa nay ông chuyển sang cho tôi một cái giải pháp là một ngày chỉ cho ăn một cữ thôi. Một cữ chứ còn đừng cho ăn hai cữ. Buổi sáng tốt nhất vào buổi sáng. Còn các cái đồ của ông nó có thì tôi nói thật thế này này, cái gì mà lỡ mua mà trả tiền rồi thì ông vẫn cứ tiếp tục xài bình thường đi, thế nào chia nó ra để mà xài bình thường đi, mua mà trả tiền rồi. Còn tôi cũng không dám nói cái câu chuyện là bảo là chê của ai, nhưng mà ta đang dùng cái nào mà cảm thấy nó hợp được thì ta dùng. Nói cho đúng là như thế. Còn hai cái hộ của Trúc Anh thì tôi cũng đề nghị thế này này, hiện nay nó có xuất hiện cái hiện tượng là mất ruột, là bắt đầu có nè, ruột mơ. Và cái ruột nó có nhiều con là nó đã bị đổi màu à, và cái gan nó hơi mờ. Đương nhiên nó vẫn chưa đến mức độ nguy hiểm, nhưng mà và nguy hiểm nhất của cái con tôm này là cái sắc tố con tôm nó không đảm bảo, nó cái da của nó rất là xấu. Thì tôi nghĩ là nó vẫn thiếu dinh dưỡng, thiếu vitamin, thì ông nên bổ sung cho nó cái. Và tốt nhất thì cũng áp dụng theo cái bên kia là mình diệt khuẩn nó đến một cái, rồi xong là mình bồi dưỡng cho nó để nó vượt qua được cái giai đoạn này cho nó phát lên cái. Cái đường ruột phải giải quyết thế nào này? Cái đường ruột đó thì theo tôi thì thế này, nếu như ở đây mà có cái Cotrim, cái thuốc tây á, cái Cotrim thì ông mua cho tôi cỡ khoảng 10 hộp Cotrim về, ông cho ăn cái Cotrim ông cộng với cái Loperamin. Tôi đang lấy cái giấy đây để tí nữa tôi viết. Ông mua cái Cotrim và cái Loperamin, hai cái thằng đó nó kết hợp với nhau, ông cho ăn khoảng 3 ngày, một ngày 2 cữ thì nó giải quyết được cái đường ruột cho ông, kết hợp cùng với cái cao tỏi của tôi. Là nó sẽ cái cáo tỏi nó chỉ là cái thảo dược bổ trợ thôi. Dạ. Nhưng mà lấy, nhưng cái quan trọng là giải quyết cái sức đề kháng của nó để nó vượt qua được cái này. Thì ông nên đập cho nó khoảng 3 ngày để là cho nó vực lại thêm một cái đã. Là cái ý kiến của tôi là như thế. Ngoài ra thì cái việc mà như hôm trước tôi nói, tôi đo cái tỷ lệ canxi với magie là nó bị mất cân đối. Bây giờ tăng cường cái canxi lên giùm tôi. Và đo cái ao này. Bây giờ chiến đo lại giùm anh. Mới sang tôm xong mà Bốc thì đánh thì đó đo phải đo mấy ông kia cái này thì không, cái này thì đơn giản nó không phải đo lại, tại vì bây giờ nước nó vẫn từng nguyên xi từ hôm qua giờ mới bốc sang có một ngày còn là mới bốc sang đây hôm kia mới bốc sang hôm đó là tôi đo thử cái canxi với magie thì tôi thấy mất cân đối. Hôm bắt đầu mới mới đánh. Thì như vậy là về cái vi sinh thì ông vẫn cứ tiếp tục ông xài cái enzyme đó, bởi vì nó đang giữ được cái sự ổn định như thế này á, màu như thế này là ổn. Đối với màu nước nuôi ao bạt mà như thế này là tương đối chuẩn đấy. Màu trà là tương đối chuẩn đấy. Để tạo được cái màu này không phải là dễ đâu. Mà của ông được cái là 4 ao là đồng màu, chứng tỏ là cái quy trình sử dụng men của ông hiện nay đang rất ok. Đừng có thay đổi. Thế nào. Của tôi có tốt hơn đi nữa thì cũng ông cũng đừng có thay đổi. Khi nào mà ông cảm thấy nó có vấn đề gì đó thì ông gọi tôi. Đấy. Có thay đổi thì bắt đầu mới thay đổi được. Đúng rồi. Bây giờ mà cứ thấy cái khác mà nó không đừng có mới nơi cũ không được. Thế nào. Nó cái gì đáng ổn là phải những giải pháp về cho con tôm dinh dưỡng là một. Hai làm sao để nó ruột gan nó chỉnh chuẩn lại. Đó. Môi trường nó ổn rồi. Đúng không? Môi trường là tương đối ổn rồi. Thế nào. Kiểm như thế cũng chấp nhận được rồi. Thì ấy thôi, bây giờ cái đấy thì cứ mỗi thứ anh lấy xem một thùng đi. Nó tại vì còn kết hợp ăn cả mấy hồ kia nữa thì... ăn là 4 hồ luôn, giờ cho ăn 4 hồ liên tục rồi. Cái vấn đề bán hàng thì có thằng cu em đó nó tính toán.